Không phân biệt tuổi tác, giai cấp, già trẻ, gái trai phải mạnh phải yếu, cũng chẳng hề cầu kỳ vì chỉ cần bộ dụng cụ ở trên một cái chiếu và mọi người ngồi ngay ngắn, mong được độ bởi thần may mắn. Chẳng ai muốn nhận phần cay đắng khi phải kết thúc với bàn tay trắng. Chơi những cám dỗ đỏ đen đã mời gọi, có người an toàn, có người thì chơi trội, có người nôn nóng bắt đầu hơi vội và đi qua không biết bao nhiêu cơ hội. Nhịp độ nhanh dần sau khởi đầu túc tắc, kịch tính cao trào từng nút mở nút thắt, sắp đến nỗi mỏi tay rồi số tiền đổi thay liên tục theo vòng quay của những cơn xúc sắc. Ai cũng mong mình là người thắng cuộc, kiếm nhiều tiền chẳng cần phải lo nghĩ. Ai cũng muốn flex như Trương Anh Ngọc nhưng không phải lúc nào mọi thứ cũng như ý. Có người đã tuyên bố mình phá sản, buông ra những lời chỉ thấy không dễ nghe. Có người vẫn đang gồng mình chống cự, thỉnh thoảng lại thấy lang thang ở bến xe. Người thì vào tù ra tội liên miên nhưng vẫn chấp nhận vì đó là cuộc chơi. Người chiến thắng sau cùng là người sở hữu bất động sản ở khắp mọi nơi. Tất cả chỉ là một vài ví dụ, không kể thêm cho bạn khỏi bị lú những cung bậc cảm xúc trái ngược có được khi chúng ta chơi cờ tỷ phú.